Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Ru Đuôn, chú Tuần Lộc Mũi Đỏ. Đó là một ngày trước lễ Giáng sinh. Ở khắp các ngọn đồi, những chú tuần lộc đang chơi đùa, tận hưởng những thú vui của chúng. Thỉnh thoảng, cả đàn tuần lộc sẽ dừng lại để trêu chọc một con tuần lộc nhỏ. Hãy nhìn Rudo, cái mũi của nó thật kỳ lạ. Nó giống như của cải đường, nhưng lớn gấp đôi, sáng gấp đôi. Lúc đó, Rudo chỉ biết khóc. Bạn ấy có thể làm gì khác? Bạn ấy biết rằng những điều họ đang nói đều là sự thật. Nơi đây, hầu hết mũi của tuần lộc đều có màu nâu và nhỏ. Rudo tội nghiệp lại có chiếc mũi có màu đỏ, rất lớn và sáng bóng. Trong ánh sáng ban ngày, nó sẽ lấp lánh. Còn vào ban đêm thì nó phát sáng như mắt mèo vậy. Mặc dù bạn ấy cô đơn, nhưng bạn ấy luôn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ làm điều mà một chú tuần lộc nhỏ nên làm. Chính vì vậy, hôm nay Rudolph thật sự rất muốn tham gia trò chơi cùng các bạn. Bạn ấy hy vọng rằng ông già Noel sẽ sớm cưỡi chiếc xe kéo chở quà và kẹo, búp bê và đồ chơi đến cho những cô bé, cậu bé và động vật ngoan ngoãn giống như cậu. Bạn ấy sẽ rất vui khi nhận được nhiều quà như những bạn tuần lộc vui vẻ, đẹp trai hơn cậu và còn hay trêu chọc cậu ấy nữa. Vì vậy, khi màn đêm và sương mù bao phủ cả thế giới như một chiếc mũ trùm đầu, bạn ấy đi ngủ trong niềm hy vọng sẽ được nhận quà, vì bạn ấy cho rằng mình đã luôn cố gắng trong cả năm qua. Ở một nơi khác, phía xa trên Bắc Cực, cũng trong đêm sương mù này, ông già Noel đang đóng gói đồ đạc trên chiếc xe của mình cho chuyến bay phát quà Giáng sinh. Sương mù này! Ông kêu lên. Sẽ khó khăn đi xuyên qua đây. Ông lắc cái đầu tròn trịa và bụng của ông cũng rung lên. Không có bất kỳ ngôi sao hay mặt trăng nào làm là bàn cho chúng ta di chuyển. Một đêm siêu tối như thế này, rất có thể sẽ nhấn chìm chúng ta. Để tranh va chạm, chúng ta sẽ phải bay chậm. Để biết được chúng ta đang đi đâu, chúng ta sẽ phải bay thấp. Đêm nay, chúng ta sẽ bay qua những ngọn đèn đường và những ngôi nhà. Phải về đích trước khi trời sáng. Hãy nghĩ xem, niềm hy vọng của các cậu bé và cô bé sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chúng ta không đến được với chúng trước khi chúng thức dậy. Đi nào Dancer, đi nào Dancer, đi nào Prancer và Vincent, đi nào Comet, đi nào Cupid, đi nào Donner và Blitzen. Hãy nhanh chóng hoàn tất bằng tôi, khẩn trương thắt chặt dây kéo. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sự lo lắng và sự cản trở từ sương mù phía trước. Và ông già Noel đã đúng. Như thường lệ, sương mù dày đặc như bọt trắng của nước có gà. Xe kéo bị vướng vào các ngọn cây, hết lần này đến lần khác. Và suýt chút nữa là va chạm với một chiếc máy bay khổng lồ đang tăng tốc. Để không bị lạc, cần có kỹ thuật thật khéo léo của ông già Noel. Với các biển báo trên đường phố và số nhà thì lại càng khó khăn hơn. Xe kéo vẫn giữ ở tốc độ tốt, với nhiều lần xe bị rung lắc và quay vòng. Miếng sao, đèn đường và đèn từ các ngôi nhà vẫn còn thắp sáng. Tại mỗi ngôi nhà, trước tiên
ông kiểm tra xem có đúng người nhận quà đang ở đó không, rồi ông sẽ nhanh chóng lấy đúng món quà để gửi tặng. Nhưng điện sẽ tắt sau nửa đêm, ông nói. Vì hầu hết các phụ huynh đã đi ngủ. Bởi vì bật lửa lên có thể đánh thức họ, dùng que diêm là không thể. Ôi chao, ước gì chỉ có một ngôi sao để dẫn đường cho ông. Đi xuyên qua các con đường tối và những ngôi nhà cũ kỹ, ông di chuyển khó khăn hơn. Đêm vẫn còn nhiều sương mù và không quang đãng khi ông già Noel đến nhà của những chú tuần lộc. Leo lên trên mái nhà với những đám mây bao quanh nó, ông tìm kiếm mãi mới thấy ống khói để chui vào. Căn phòng ông bước xuống tối đen như mực. Ông đến cạnh một chiếc ghế, nhưng hóa ra đó lại là một cái bồn rửa. Phòng ngủ đầu tiên của tuần lộc lại tối đen. Ông vấp phải tấm thảm và làm bung cái túi đựng quà. Trời tối đến nỗi ông phải nhích lại gần giường và nhìn thật kỹ vào đầu của chú tuần lộc đang ngủ, trước khi ông có thể chọn đúng món quà đồ chơi là một con búp bê cho bé gái hay một chiếc xe lửa cho bé trai. Nhưng tất cả điều này làm mất nhiều thời gian và làm cho ông cảm thấy lo lắng. Ông tìm đường đến phòng của chú tuần lộc tiếp theo. Vừa mở cửa, ông đã rất ngạc nhiên. Một ánh sáng màu đỏ dịu nhẹ đập vào mắt ông. Trời đã, bạn nghĩ sao? Cái vật phát sáng, bạn đoán ra rồi đúng không? Đó chính là cái mũi đỏ của Rudo đó. Ở căn phòng này, việc chọn quà thật dễ dàng. Một chút ánh sáng này đã giúp ông già Noel nhanh chóng chọn những món quà chính xác. Ông hạnh phúc biết bao khi bước ra khỏi cửa. Căn nhà vẫn tối đen, đen đến nỗi khiến mỗi bước chân trở nên bí ẩn. Và sau đó là ý tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông quay lại Rudolph và bắt đầu lắc bạn ấy. Tất nhiên là rất nhẹ nhàng để đánh thức bạn dậy. Rudolph không thể tin vào mắt mình. Bạn hãy tưởng tượng xem niềm vui sướng và sự ngạc nhiên của bạn ấy như thế nào. Khi nhìn thấy ông đứng đó cách xa một bước chân và nói về bóng tối, sương mù và sự chậm trễ. Và ông lo lắng rằng trẻ em có thể thức dậy trước khi ông hoàn tất việc tặng quà Giáng sinh. Và con, ông nói với Rudolph, con có thể giúp ta cứu vỡ mọi thứ. Cái mũi sáng ngời của con trai, có thể chỉ đường cho chúng ta. Thật cần con chỉ giúp ta tối nay thôi, để dẫn dắt cả những con tuần lộc của ta trong phần còn lại của chuyến bay phát quà của chúng ta. Và Rudolph nở một nụ cười toe toét, nụ cười đến tận mang tai. Cậu viết vội một mẫu tin gửi cho người thân. Con đi giúp ông già Noel. Cậu còn viết thêm, đừng lo cho con nhé. Hãy gặp ta và chiếc xe trượt tuyết của ta trên bãi cỏ. Con sẽ chui vào ống khói. Và trong một chớp nhoáng, ông đã biến mất. Vì vậy, Rudolph nhảy ra khỏi cửa rất vui vẻ. Bạn ấy nhận một vị trí thật đáng tự hào. Đó là vị trí đầu đàn của đàn tuần lộc kéo xe trượt tuyết. Bạn hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian đêm tối còn lại. Ý tưởng của ông già Noel đã thành công rực rỡ. Và tuyệt vời là từ không đủ để mô tả cách mà Rudolph đã điều khiển cả đoàn tuần lộc và chiếc xe trượt tuyết. Bất chấp sương mù, tốc độ bay nhanh và thấp, tận dụng tốt ánh sáng tuyệt vời vốn có, ánh sáng phát ra từ Rudolph giúp họ chưa một lần nào mất phương hướng dẫu băng qua các giao lộ.
Ở tất cả các ngôi nhà và đường phố đều có biển báo. Chiếc xe trượt tuyết bay rất thấp để Rudo có thể chiếu sáng vào. Để biết ai sống ở đâu và tặng gì cho ai, họ ghé qua từng cửa sổ và nhìn vào căn phòng. Ông già Noel luôn biết đứa trẻ nào ngoan, có nghe lời cha mẹ hay không, hay có ăn ngoan như đã được chỉ bảo. Vì vậy, ông già Noel sẽ chọn món quà phù hợp cùng với Rudo ở cạnh bên để giúp tạo ra ánh sáng vừa đủ giúp ông già Noel. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi trước khi trời sáng, món quà cuối cùng đã được trao đi. Những chiếc vớ cuối cùng đã được lấp đầy quà ngay khi mặt trời chuẩn bị ló dạng. Mặt trời đánh thức đàn tuần lộc ở làng quê của Rudo. Họ tìm thấy đoạn tin nhắn ngắn mà cậu ấy đã viết lại. Sau đó, họ tụ tập bên ngoài để chờ cậu trở về. Họ ngạc nhiên và thích thú khi biết rằng Rudo, chú tuần lộc xấu xí nhất trong số họ. Rudo mũi đỏ, nhút nhát và nhỏ bé. Chú tuần lộc có khuôn mặt buồn cười mà họ luôn gọi tên và chưa bao giờ được tham gia chơi chung một lần nào. Nhưng bây giờ, tuần lộc ở khắp nơi xa gần đều ghen tị với Rudo, vì không có vinh dự nào lớn hơn có thể đến với một chú tuần lộc như Rudo. Hơn cả việc kéo xe trượt tuyết và dẫn đường cho ông già Noel, một việc làm số 1 trong một ngày số 1. Chiếc xe trượt tuyết và đàn tuần lộc chẳng mấy chốc xuất hiện, và Rudo vẫn dẫn dắt cả đàn khi đáp xuống. Ôi trời, Rudo có tự hào không khi đáp xuống ngay chỗ những người bạn tuần lộc điển trai hơn mình đang đứng. Cũng chính là chú tuần lộc đã từng không làm gì ngoài việc trêu chọc bạn ấy, còn bây giờ sẽ làm bất cứ điều gì để chỉ làm hài lòng bạn ấy. Họ thậm chí còn cảm thấy hối tiếc vì đã đối xử tồi tệ với cậu. Khi ông già Noel nói, Rudo, ông chưa bao giờ có một chú tuần lộc nào rất dũng cảm và thông minh như con. Con đã chiến đấu với sương mù trong đêm tối và đưa ông đến nơi. Hành trình đêm qua, con đã thật sự là một thủ lĩnh. Không có con, ông chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều bị lạc. Ông hy vọng con sẽ tiếp tục giúp ông và cả đàn tuần lộc để tránh khỏi sự rắc rối trong những chuyến đi đêm tối trong tương lai, với tư cách tuần lộc đầu đàn. Trong khi ông nói, Rudo chỉ biết đỏ mặt từ đầu đến chân. Cho đến khi tất cả lông của bạn ấy đỏ như mũi của bạn ấy. Cả đám đông đầu tiên vỗ tay, sau đó bắt đầu la hét. Hoan hô Rudo của chúng ta! Và chúng tôi muốn có một bài phát biểu. Nhưng Rudo vẫn nhút nhát, mặc dù là một anh hùng. Rudo đã thấm mệt. Tổng thời gian ngủ của bạn ấy trong suốt chuyến đi cộng lại bằng không. Đó là lý do tại sao bài phát biểu của bạn ấy khá ngắn và kém tươi sáng. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và ngủ ngon. Và đó là lý do tại sao bất cứ khi nào khi trời có sương mù và xám xịt, đó chính là lúc Rudo mũi đỏ sẽ là người hướng dẫn xe trượt tuyết cho ông già Noel. Hãy lắng nghe trong đêm Giáng sinh này, nhưng nhớ là đừng nhìn trộm, bởi vì đêm khuya trẻ em nên đi ngủ. Âm thanh đầu tiên các bạn nhỏ sẽ nghe thấy trên mái nhà khi trời có sương mù, đó sẽ là tiếng móng guốc nhỏ của Rudo. Và tiếp theo sau đó, nếu bạn là một chú chuột, bạn có thể nghe thấy tiếng vút khi Rudo bay vòng quanh nhà. Và chiếu sáng đủ để ông già Noel nhìn thấy các bạn nhỏ và căn phòng của mình đến khi hoàn tất mọi việc. Bạn có thể nghe thấy tiếng họ gọi nhau khi họ lái xe đi xa dần. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon! Biên tập và lồng tiếng sách nói Minh Huy. Tác giả Robert Louis May. Nhà xuất bản Little Simon. Thank you.
Bố ơi, đọc sách.